Đâu đếp. Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh của mình. Thì mình là Bác Thiện Vlog. Hôm nay mình sẽ mang cho anh em một con ngà 62 danh viên dán đường phố. Thì bữa giờ tại mình không ra clip vì cũng có một số trục trặc lên YouTube anh em. Nói chung là mình làm YouTube mình không có được nhận tiền. Tại vì cái video của mình á nó không được chạy quảng cáo nữa cho nên mình nản mà không làm thôi. Mà có nhiều anh em bên Facebook người ta kêu mình làm cho nên giờ mình làm để cho anh em xem thôi chứ không có tiền bạc gì nữa. Tại vì cái video của mình nó không được chạy quảng cáo cho nó nữa. Rồi hôm nay sẽ review cho anh em xem một con S62 danh viên dán đường phố. Thì xe này mình đang có kêu bán luôn nha anh em. Là xe này là tình trạng đang không giấy đó, không giấy nhưng mà lực máy thì rất là tốt. Xe này đang kêu bán với giá mười mấy triệu đó. Mình sẽ review đơn giản nhanh gọn cho anh em xem thôi. Thì bánh trước thì gồm có là niền nhôm, thì niền nhôm này vẫn là muôn thỏi nha anh em. Niền nhôm cầm thì cầm chrome vẫn còn rất là sáng. Nói chung là xe này nó dàn trước nó còn rất là mới. Thì đây là vỏ cam em nha anh em, còn gai luôn, đây còn gai hết, vỏ này còn gai luôn nha anh em. Đây, niền nhôm còn mới, vỏ còn gai, cam còn sáng luôn. Áo thì đang đi mà áo là màu này đó là màu xanh lục bảo ha. Giống xanh lục bảo ha. Thì đang đi cái đầu là đầu ghi đồng y băng nha anh em. Nè, ghi đồng y băng nha. Ghi đồng y băng đây. Và mẫu này là mẫu của 150. Anh em hay chạy xe thì rất thích đi cái mẫu này với là ghi đồng này. Chạy xe rất là sướng. Cái này thì chắc khỏi giới thiệu rồi. Đây là Z nha anh em. Vâng, sau đây là cái bơm điện nha anh em. Đây. Bơm điện. Thì đa số mấy xe rất thích đi bơm điện tại đi anh em đi xa á, nó quẹt á thì nó mạnh hơn, mạnh rất là nhiều. Thì xe đang đi nắp chao cho anh em, đây anh em xem nắp chao. Xe nắp chao nha. Đây, nắp chao. Cái xe này xe rất leo. Nó quấn ra rồi. Thì mà Movin thì đang đi Movin Cozy nha anh em. Thì mấy cái bài này là mấy bài thông dụng của những chiếc S62 danh viên thường hay đi thôi. Đó. Thì đằng sau cũng vậy. Đằng sau được đi em xin dĩa này cũng là em xin dĩa mình mới thay nha anh em. Đây anh dẻo mới thôi, có chữ này nè, thấy không? Dẻo mới thôi cũng như còn mới chứ không có cũ gì hết. Đằng sau thì CRV niền nhôm cam crop luôn đó. Thì tại vì mới chạy xe ra quay thì mưa lâm giam cho nên xe nó không có được sạch nha anh em, chứ không phải là nó cũ gì đó. Thì xe tổng thể đơn giản, chỉ đơn giản như vậy thôi. Áo thì cũng mới sơn, nói chung là đồ mới hết. Thì mình đã đấu quạt trực tiếp cho chiếc xe này rồi nha anh em. Anh em lại xem mình đấu qua trực tiếp cho anh em, có thể đi anh em mua về chơi đường phố á, thì anh em khi bật chìa khóa lên nó sẽ gắm, nó sẽ chạy các bạn luôn, nó chạy trực tiếp luôn cho mát máy, anh em dễ đi hơn. Đây cầm vô, tại vì mình chưa đấu ổ khóa là được nên mình đấu dây, anh em thấy nó chạy không, quạt rất là mạnh nha anh em. Đó, rút ra thì nó sẽ hết quạt. Thì hiện tại xe đang đi full set Levin, đây cổ 3 khúc nha anh em. Lâu này mình cũng mới mua luôn, cổ này là cổ 3 khúc 1, 2 và 3 đó. Ốc thì có đi ở mấy góc màu mè thôi, thì tại vì mấy xe này giờ nó chỉ phong cách càng đơn giản càng tốt. Thì đằng sau không chơi thắng nha anh em, đây không có rẻ nha, chỉ có cái bát thôi, không có thắng luôn. Không có thắng, anh em mà mua về chơi thì có thể vô thắng tùy thích anh em. Thì xe này có thắng trước thôi nha anh em, thắng sau không có, thằng có thắng sau chỉ là tượng trưng thôi nha, vẫn chơi thôi, vô thắng tiếc gì đó. Thì xe này anh em muốn xem xe thì anh em xem xe tại Long An Cần Đước nha anh em. Số điện thoại của mình là 0363 413 885. Thì anh em vô Facebook search số điện thoại đó sẽ ra Facebook của mình, Facebook của mình là Bác Thiện. Thì mình chuyên bán các dòng xe đổi 62 danh viên đổ lên nha anh em. Anh em mà cần xe chơi thì cứ liên hệ của Facebook của mình. Rồi mình sẽ nổ máy cho anh em nghe. Thì ở phần xe đơn giản có như vậy thôi, mình review nhanh gọn lẹ cho anh em xem thôi. Tại vì lúc này cũng nản làm YouTube rồi anh em ơi. Tại nhiều người ta kêu mình quay quá nên mình quay thôi, chứ đáng nhà mình nghỉ làm YouTube rồi. Quay cho anh em xem thôi. Chứ nó không được chạy quảng cáo nữa, mình không được kiếm tiền cho cái kênh của mình nữa, cho nên mình rất là mình thích ra clip là vậy đó. Thì chắc mình sẽ ban xuống và đọc như vậy. Ban dùm coi chú bán ăn. Đây là thành viên rất là sầm lông của nhóm. À, làm gì anh thằng? Ban xuống em. Mình có dùng cái ban luôn nha. Có cho anh em mình đó. Đứng đạp cho nó dễ anh em, tại vì đứng sao nó khó đạp lắm.
hôm nay mình review một chỗ lạ cho nên không dám nè lớn tay cho anh em nghe được. Thì anh em nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì liên hệ số điện thoại của mình nha. Facebook mình để đường cái đường link bên dưới, anh em cứ nhắm vô phải có đường link bên dưới nha. Rồi cảm ơn 500 anh em rất là nhiều.